quan điểm của mình đó là nếu mà vì thành công mà buộc phải đánh đổi thì bất cứ một quan hệ nào không phải là gia đình mình đều có thể loại trừ. Em dù đã nhiều lần anh lạc hướng, anh chưa từng muốn kết thúc. Dù đã nhiều lúc nước mắt anh cùng đường, cứ ngỡ hạnh phúc là vĩnh hằng. Ai ngờ là chuẩn bị trước một lần anh vô tình tàn nhẫn, như trở thành trái tim đáng thương. Mùa thu với anh thật dài, anh xa
chiến trường.